Chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại với video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là review về Ant-Man. Thì Ant-Man này cũng là một anh YouTube ở trong nghề và cực kỳ mạnh luôn, đó chính là Ant-Net. Thì các bạn có thể theo dõi kênh của Ant-Net ở phía bên dưới, thì mình sẽ để link nha anh em. Thì anh em có ủng hộ bạn Ben. Thì hôm nay mình sẽ review anh YouTube này và cảm ơn ảnh đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thì bây giờ trong sự kiện này thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn nhớ nạp cho mình full móc nha anh em. Thì full móc ở đây sẽ là 7,5 triệu, thì anh em có thể nạp 8 triệu hoặc là 10 triệu tùy mọi người nha. Hay thì những cái event tích lũy này bắt buộc các bạn phải nạp, tại vì rất là ngon. Anh em nạp event tích lũy cho anh em sẽ đợi những cái khi mà ra event ấy, những cái gương tranh đoạt thì chúng mình mua thôi. Bây giờ mình sẽ không đợi bạn đợi lâu nữa, mình sẽ vào luôn review ban. Đầu tiên mình sẽ cho mọi người xem sơ server. Thì server này là server X11. Thì đầu tiên hôm bữa mình đã coi về bạn Tiết rồi nha. Anh Tiết này cũng là một anh khá là khủng với cái độ bet mà cực kỳ căng luôn. Tiếp theo là anh Ben, tiếp theo là anh Phương luôn vội vàng, tiếp theo là anh Nhất Tiếu Nại Hà, tiếp theo là anh Quang Biệp đây rồi. Thì anh Quang Biệp đây rồi cũng là một anh YouTube cũng khá là kinh, cũng khá là nổi tiếng luôn, là anh QNT. Anh em có thể theo dõi suốt kênh của anh để ủng hộ cho mọi ảnh nha mọi người nha. Tiếp theo là BH Đông Hoa. Thì ở server này các bạn thấy sẽ có là ba bang đang căng thẳng là bang Bung Làng, Phục Hưng và bang Càng. Bang Càng như bang mới nổi lên em nha. Bang Càng cũng hơi căng nha, đặt tên Càng là hơi bị kinh luôn. Thì giờ mình sẽ vào xem thân thú cũng như là đồ của anh Ben nha mọi người nha. Thì đầu tiên mình sẽ coi chân thú trước. Đầu tiên là anh Ben cũng xài chân thú Phượng Hoàng luôn. Và con này tính cách là nóng nảy nha, Phượng Hoàng mà nóng nảy như anh em ơi. Nha, thì anh chơi Phượng Hoàng nóng nảy bắt buộc anh chơi phải chơi tự bạo luôn. Và ngưng hồn ảnh là 34, ngưng hồn 34 đỉnh ngộ 10. Đầu tiên cái kỹ năng đầu tiên của con Phượng Hoàng thì mọi người cũng biết rồi là kỹ năng Niết Bàn hồi sinh. Tiếp theo là anh xài cái chiêu một là tự nổ. Là cái chiêu này tiêu hao 95% sinh lực để gây một lần sát thương. Cái chiêu kỹ năng tiếp theo là khi xuất chiến giúp chủ nhân tăng 1228 chí lực. Chiêu này dành cho những tăng cờ cũng khá mạnh nha anh em. Tiếp tục là chiêu sơ hở cực thì 15% gây 52% sát thương, khiến sát thương mục tiêu phải chịu tăng 10%. Thì cái chiêu này của Dũng Cảm mà bet này thì là bet nóng nảy, thì cái chiêu này nó hơi không có thích hợp, thì tùy mọi người nha. Tiếp tục là về cái hàm ân cao thì khi chủ nhân chịu sát thương chí mạng, chân thú có thể 40% chịu giúp chủ nhân sát thương. Thì cái chiêu này dành cho những bách thủ mà chịu đựng ấy là rất ok luôn. Cái chiêu tiếp theo là chiêu Như Yến giúp tăng thân pháp, chiêu này rất là ngon cho những cái phái công luôn nha mọi người nha. Tiếp theo là chiêu Cổ Phủ, khi chân thú trên 70% sinh lực thì các bạn sẽ được tăng những cái thuộc tính. Tiếp theo là chiêu Thể Điệu tăng cho chân thú 98.000 máu, khá là căng. Tiếp tục là chiêu Cường Tráng, khi xuất chiến giúp chủ nhân tăng thể lực, chiêu này quá ngon. Về bồi dưỡng, về kỹ năng ngưng hồn thì ảnh đã tiếp tục 34 rồi, thì 34 tính ra lên 34 mà lên 40 á, chắc phải mỗi cái gì phải tốn chắc cũng phải mấy trăm con anh em, mấy trăm con miếng gì chính á, nói chung hao vàng rất là nhiều, server này bán vàng thôi, hơi bị hút kinh luôn á nha. Bây giờ mình sẽ về coi đồ của ảnh Ben đi. Đầu tiên mình sẽ coi về cái vũ khí của ảnh là nội phòng ngoại phòng đó, thấy chuẩn cái này là biết chơi tăng cờ cái bang chuẩn luôn em. Wow, chơi tăng cờ chuẩn luôn, giảm kháng độc, chí mạng, độc công. Ở đây thì ảnh khi sinh lực dưới 3% tăng nội phòng, chiêu này chiêu Thủ Kiên Nghị khá là ngon nha. Tiếp tục là về cái nón của ảnh là kháng phong ấn, thân pháp chính xác, sinh lực, thân pháp, linh khí, thể lực. Thì cái nón này, cái dòng thì nó chưa có vài dòng thì nó chưa có ok lắm, nhưng mà vẫn là nón ngon nha anh em. Tiếp tục là về cái dây chuyền. Dây chuyền sẽ là sinh lực né tránh, nội phòng cơ bản, thể lực, nội phòng, chính xác, chí lực, nón ngon. Ví dụ cái dây chuyền này ngon nha. Dây chuyền này xịn nha. Dây chuyền là bạn người chế tạo Aben chế tạo hơi bị xịn luôn. Vàng đá thì 76 anh em nha. Tiếp tục là về cái áo. Cái áo của anh là thân pháp, sinh lực, tất cả thuộc tính, sinh lực, kháng chí mạng, tỷ lệ kháng chí mạng, tất cả thuộc tính, kháng ứng. Cái áo này quá ngon luôn. Áo này chuẩn bài luôn nha, Ben chế tạo luôn nha. Áo này ngon. Tiếp tục là phải bao tay phù không thủ sáo này. Ngoại công, băng công, hỏa công. Trời ơi, cái bao tay quá là xịn luôn, còn gì phải chê nữa em. Bao tay quá xịn luôn, 10 điểm. Tiếp tục là về cái trùng lâu kiên. Đây, tiếp tục là trí lực, độc công, tất cả thuộc tính. Wow, ngon.
Nói chung cái trùng lâu này ngon nha. Tiếp theo ở chiêu bế nhật khi bị khống chế có 15% nhận hộ thuẫn bằng 8% sinh lực. Đó, chiêu này khá là ngon, hợp cho cái bang nha anh em. Tiếp tục là cái nhẫn. Cái nhẫn sẽ là chính xác sinh lực độc công thân pháp ngoại phòng, ngon. Nhẫn này ngon luôn. Tiếp theo là cái nhẫn dưới. Nãy nhẫn trên là giờ nhẫn dưới nha anh em. Nhẫn dưới chí mạng, tất cả thuộc tính chí mạng, thân pháp, chí mạng thể lực, nhẫn ngon luôn. Wow, nói chung đồ anh có những cái đồ ngon quá. Ok luôn rồi, tới đôi dài. Đôi dài định thân cộng thêm. Cái chiêu này là chiêu rất là ngon nha. Giữ chân đối thủ, chính xác, sức mạnh, thể lực, sinh lực, khí lực. Thì cái bang tùy mọi người thôi. Nếu mà anh em mà chơi theo kiểu mà đối trưởng ấy thì có dùng khí lực. Còn nếu như dùng theo kiểu mà nã này khảm ấy là nên sinh lực và thể lực nha. Tùy mọi người. Đá điều khắc 2, đá 76, đá 76 khá là ngon. Tiếp tục là về trùng lâu đai. Cái trùng lâu đai độc công, nội phòng cơ bản, ngoại phòng cơ bản, sát sức né, sinh lực cơ bản, quá ngon. Nãy giờ đồ của anh ngoại trừ cái áo, cái dây chuyền, ủa cái nón bị mít ra, nãy giờ những món khác là hơi bị chuẩn luôn nha. Tiếp tục là sông long hồn 9 sao, sông long hồn 9 sao, 8 dòng khá là ngon luôn. Kỹ năng, những cái kỹ năng thì các bạn biết rồi nha. Tiếp tục là về bình phượng tiếu lạc dương nha. Bây giờ mình sẽ tới thiên cơ khấu đi. Cái thiên cơ khấu cũng nhìn cũng hơi chính xác, thể lực, nội phòng, tăng mù, định thân cộng thêm khá ngon nha. Cái thiên khấu này ngon nha mọi người nha. Thiên khấu ngon. Tiếp tục là ám khí thì bùa sinh tử 5. Ám khí thì đa số bây giờ mình thấy anh em xài toàn là cái ám khí này không nha. Cái ám khí bùa sinh tử á, quýnh vô cái bị dính đứng yên anh em. Này thì ở đây anh em sẽ ở đây bạn nó sẽ hàm bùa sinh tử là chuyển 7% tấn công 4 loại thuộc tính băng huyền âm thành công. Thì ở đây tùy mọi người, có thể các bạn xài cái mà đỡ sinh lực hoặc là tùy anh em nhìn giờ xài cái gây choáng, hay là tùy anh em nha. Tiếp tục là mình sẽ coi về cái phần phỏa học của ảnh đi. Mình sẽ coi về phỏa học của ảnh nha. Phỏa học của ảnh tâm pháp mình sẽ tăng như thế nào. Tâm pháp cái bang thì ở đây anh này sẽ chơi nhánh thứ 3. Này sẽ chơi nhánh thứ 3 của các bang nha anh em. Thì đầu tiên cái chiêu đầu tiên là sát thương liên hoa mỏng gây ra tăng 4,8%. Tiếp tục là mình sẽ nói về chiêu phong tự quyết bổng đã cẩu tăng thêm 11% sát thương được tính. Tiếp tục là chiêu cái chiêu hiểm trùng đoạt thực. Ở đây bác bộ cản thiềm gây hiệu quả tả đã cẩu bói khiến mục tiêu giảm 7,92% chính xác. Chiêu này cũng khá là ngon nha. Tiếp tục là chiêu phấn thoái khởi thân. Thì bác bộ cản thiềm kéo dài thời gian tăng di chuyển thêm 30%. Chiêu này cũng rất ok luôn. Tiếp tục là chiêu thoát bộ phách thiên sát thương bác cẩu triều thiên gây ra tăng 14,2%. Tiếp tục là chiêu tâm pháp thứ 3 là truyền tự quyết bỗng đã cẩu có 35 khuyến mục tiêu định thân 1 giây. Chiêu này khá ngon nha. Cái chiêu này phải tăng mát rồi. Và tâm pháp 4 thì đây sẽ có một cái anh em, tâm pháp 4 sẽ có một cái, đó chính là bỗng đã cẩu có 25 khiến mục tiêu định thân 6 giây. Trời ơi cái chiêu này phải mát rồi. Vính mà giữ chân kiểu này 6 giây ai mà chịu nổi. Wow, nói chung cái nhánh này, cái nhánh giữ chân nha anh em, nhánh khống chế hơi bị ngon luôn nha. Còn cái chiêu cuối là cái chiêu tứ trung tức phong, sau khi thi triển bát bộ cản thiềm trong 8 giây có thể thi triển bổng đả song khuyển xông đến trước mục tiêu gây cho mục tiêu trong phạm vi 4m góc 180 độ. Góc 180 độ là nguyên cái góc bẹt luôn, nguyên cái góc thẳng luôn. Phía trước hai lần sát thương tà đã cẩu bói, mục tiêu bị ảnh hưởng trong lần tấn công sẽ giảm 30% di chuyển, duy trì 4 giây tấn công lần 2 có 20% đánh ngã mục tiêu. Ô, chiêu này ngon nha, chiêu này ngon, tâm pháp này ngon nha anh em. Đánh ngã mục tiêu giảm di chuyển, gặp thêm cái chiêu khống chế di chuyển, nó trời ơi bên kia quýnh không đi được luôn, quá là dữ luôn. Thì bây giờ sau khi các bạn coi tâm pháp rồi, mình sẽ qua coi cái phần cuối cùng, đó chính là cái phần phần tuyệt học của ảnh nha anh em. Bây giờ mình sẽ qua tới phần tuyệt học của ảnh. Đầu tiên chúng mình sẽ nhìn thấy tuyệt học của ảnh này. Thì tuyệt học anh đầu tiên ảnh sẽ xài cái chiêu là phụ khởi phân dũng. Thì cái chiêu này mình thấy rất nhiều anh em xài luôn, em rất nhiều anh em mà chơi mà cận chiến xài luôn. Thì cái chiêu này rất là ngon, là ở xung quanh bản thân bán kính 6m thả ra một làn xương độc đây cho 12 mục tiêu, 100% sát thương cơ bản cộng thêm 77,06% sát thương độc.
Kẻ địch trong xương độc sẽ bị thêm hiệu quả dị thương, sát xương phải chịu tăng 12%, xương độc duy trì 8 giây. Kỹ chiêu này dành đánh AOE và cận chiến rất là ngon, nên rất nhiều anh em tăng cờ chơi thì anh em có thể cân nhắc để chơi nha. Tiếp tục là chiêu Long Chảo Thủ, nhân vật tốc biến 3 đoạn sát thương. Đây, cái chiêu này rất là ngon nha. Tiếp tục là chiêu Cầm Long Thủ, mục tiêu trong vòng 12m kéo dài đến trước mặt và khiến mục tiêu định thân. Chiêu này dành cho những cái phái mà khống chế cứng cận chiến ấy, kéo lại nha, cũng khá là ngon luôn. Về bí kỹ, bí kỹ đầu tiên, cái đầu tiên là Hổ Nguyên Công. Khi đánh thường có 10% sát xuất gây choáng. Cái chiêu này dành cho những anh em chơi khống chế, giống như ạc của anh Ben này, là anh biêu theo đường khống chế, là vừa đánh vừa có choáng này, vừa có định thân, rất là ngon luôn, khá ok luôn. Tiếp tục là Thần Túc Kinh. Thì khi chịu hiệu quả khống chế có 20% khiến mục tiêu bị khống chế, thì cái chiêu bắt buộc phải có cho những phái tăng cờ rồi anh em. Tiếp tục là mình sẽ chơi với chiêu Tẩy Tỷ Kinh. Thì sinh lực dưới 3%, sát thương phải chịu giảm 37%, khá là ngon luôn. Tiếp tục là về chiêu Giật Chân Kinh. Chiêu này là chiêu bất tử mà kiểu mà sinh lực này bản thân không giảm xuống 1% trong 6 giây, khá là ngon luôn. Đầu tiên là chiêu Thái Thành Công. Khi sát thương cho mục tiêu có 12% khiến mục tiêu chịu thêm 96.222 sát thương thực. Đây, chiêu này cũng rất ok luôn. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phần mà lĩnh ngộ ảnh, những cái phần chí bảo ảnh đi. Chí bảo thì mình không cần phải nói rồi, quá là kinh luôn. Này, những cái phần trùng tu này anh em. Này thì anh, thì ở trong server này là bạn thấy có cái chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Bang, quá là dữ luôn. Trời ơi, nghe cái tên Thiên Hạ Đệ Nhất Bang thôi nhìn thôi là thèm thuồng anh em à. Quá đã luôn, quá đã luôn. Nói chung các bạn thấy, nhìn thấy được một cái sức mạnh của hạt của một anh top. Thì nói chung thì về cái vấn đề nạp thì mình không nói, nhưng mà để chơi game ngoài cái việc nạp ra, các bạn có thể theo dõi hoặc là cần mình review một anh top nào, các bạn cứ liên hệ mình. Tại vì đôi khi ấy, những anh top họ sẽ có những hướng búp rất là hay luôn, mà chúng mình sẽ nên coi để học hỏi cũng như trao dồi thêm nha. Thì cái này là tùy mọi người. Thì mình xin kết thúc video đây. Thì các bạn đừng quên ủng hộ kênh của bạn Ben Snack cũng như bạn QNT nha, quan biệt nha anh em. Thì nếu các bạn cần thì có thể liên hệ mình làm những video về các anh top khác ở những server khác. Và các bạn đừng quên ủng hộ tệ xin cũng như like, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại trong video kỳ sau.